Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ơi đám trẻ các người cũng thật là không cần thiết phải quỳ quỳ như thế đâu, quá khách sáo thôi. Một thân tu vi của chúng tiểu đều là đại nhân cho cả, ngài như là cha mẹ tái sinh của chúng ta vậy. Ây à, gì mà tu vi không tu vi chứ, không phải chỉ là chút ép thôi sao? Chút xíu tu vi như thế không đáng để nhắc tới. Mau đứng dậy hết đi, mau mau đi chế biến đống yêu thú mà các ngươi vừa săn bắn hết đi. Con mẹ nó chớ, tu vi của đám người này đều là dịch phong cho hết hay sao? Còn ăn cả yêu thú. Nghe thử coi đây là mấy nơi xàm nỏ gì thế này. Cũng chính là nói đám tạp dịch này bản thân đã đi săn bắt từ sớm, ẩn mình làm cao thủ, tu vi của bọn họ đều là dịch phong cho mới có. Hơn nữa bọn họ săn bắt yêu thú chỉ vì dịch phong muốn ăn. Thì ra Thánh Vũ đột nhiên đưa một người về tông môn, không phải là vì cô ta thuận tiện hốt được bên đường, mà là đưa về một con át chủ bài. 3 ngày sau, đại nhân, hôm nay là tông hội một năm mới có một lần của Bách Luyện Tông. Hôm nay sợ là vào lúc hội nghị sẽ có thương thảo chuyện hôn sự giữa ngài và tông chủ đại nhân. Có điều tông chủ vẫn còn bế quan, vậy nên các trưởng lão mời ngài qua bên đó một chuyến. Ồ, vốn dĩ không muốn liên can gì tới mấy chuyện này, chỉ muốn đợi tới lúc thì Thành Vũ xuất quan thì ôm tiền bỏ chạy. Nhưng mà xem ra trước mắt cũng hết cách rồi, ta bắt buộc là phải trụ dưỡng một khoảng thời gian, vạn nhất tới lúc đó không cầm được tiền thì phải làm thế nào. Đi thôi. Trưởng lão Đường, công ty mở hội cuối năm mà đây nè, người cuối cùng cũng tới rồi. Khoảng thời gian này dưới sự sắp xếp của ta, tiếng xấu về dịch phong đã lan truyền ra khắp Bách Luyện Tông rồi. Chỉ cần các trưởng lão khác góp cho ta thêm một chút sức lực, hủy bỏ đi mối hôn sự này đã nắm chắc tới 9 phần. Nửa năm trước, trưởng lão đoàn đã thương lượng ổn thỏa chuyện này, chỉ đợi chờ thời cơ ngày hôm nay nữa thôi. Kế hoạch của ta đúng là không chút kẽ hở. Chư vị, có một chuyện liên quan tới tông môn của ta không thể nào không mượn cơ hội lần này nói ra được. Đó chính là hôn sự giữa Dịch Phong cùng với tông chủ đại nhân của chúng ta. Ta cho rằng thực lực của Dịch Phong quá mức thấp kém, cộng thêm tiếng xấu về hắn ta trong thời gian này. Hắn ta mặc dù là thanh mai trúc mã với tông chủ, nhưng mà lại chẳng hề xứng với tông chủ. Đường đường là tông chủ của một tông, thế mà lại gả cho một thằng nhà quê được sao? Việc này đối với tông ta sẽ gây ra biết bao nhiêu lời đồn cơ chứ. Gọi ta qua đây thì ra là vì chuyện này sao? Nói ta là đồ nhà quê yếu ớt. Dịch phong ta, nếu còn không nộ hai tay, các người còn tưởng ta là thằng quê à? Rất tốt, lửa đã bắt đầu lan ra thôi, chỉ cần châm thêm một chút dầu hỏa mà thôi. Nhị trưởng lão tới trước tiên, mượn chút sức thôi. Tốn Tử Mi, người thân là đại trưởng lão của Bách Nguyện Tông ta, dạo lại ở đây ăn nói xà lơ thế hả? Hả? Cô gia Dịch Phong cùng với tông chủ là Thanh Mai Trúc Mã, nương tình tương duyệt là một đôi mà trời đất tác hợp. Bọn họ ở bên nhau là chuyện mà trời cao đã định. Sao miệng chó của ngươi có thể phát ngôn ngông cuồng vậy hả? Sao thế, nhị trưởng lão hình như là bệnh rồi. Ngươi mới là thằng có bệnh. Mẹ nó, mi tới đúng lúc lắm. Nhị trưởng lão nói có gì sai sao? Cô gia Dịch Phong và tông chủ là một cặp đôi quá hoàn hảo, ngươi thế mà lại phản đối, mắt của ngươi có phải là mù thôi không? Ông bà ta nói đúng lắm, phá dỡ một ngôi đền còn hơn là chia cắt đôi uyên ương. Hành vi này của ngươi chính là lúc đẻ ra có mắt mà như mù mà. Chuyện gì thế này? Hai tên này sao lại làm phản kế hoạch rồi? Đại trưởng lão Tôn Tử Mì, ta hỏi ngươi, ngươi ở trước mặt của nhiều người thế này phản đối chuyện hôn sự, rốt cuộc là có gì không cam tâm hay sao? Nghĩa nào ngươi không vừa mắt với vị trí tông chủ, muốn lợi dụng tổ huấn để đẩy tông chủ xuống đài hay sao? Đúng thế,
mau xem. Cô Giao Dịch Phong, ngài ấy một thân mình thay thế tông chủ tham gia khảo hạch thượng tông, cũng vì Bách Luyện Tông của chúng ta lao tâm lao lực, ngươi thế mà lại dám có suy nghĩ này trong đầu hay sao? Tông môn bất hạnh mà. Người người, người, các người. Ngươi cái gì mà ngươi? Hừm. 3.000 năm trước, ngươi đã xem trộm người khác tắm, hành vi tiểu nhân thế này, vào lúc đó ta đã sớm xem thường ngươi rồi. Không sai, Tốn Tử My cậy vào chức quyền đại trưởng lão. Bao năm qua có biết bao nhiêu đệ tử ưu tú đều bị ngươi giành hết cả. Không sai, 500 năm trước, ngươi còn từng ngủ chung với yêu thú. Ngủ với yêu thú. Chi tiết hơn đi. Ngươi, bốn thằng trưởng lão đừng có mà ngậm máu phun người. Con hồ ly năm đó không phải là ngươi tặng cho ta hay sao? Mẹ nhà ngươi chứ, hồ ly đó là vì bắt về để làm khế ước yêu thú cho lữ đồ đệ của ta. Là ngươi cậy quyền cậy thế, cướp đi hồ ly từ trong tay của nó. Đây là chuyện vô nhân đạo tới mức nào chứ, thế mà hắn ta còn làm ra được. Quá là cuồng vọng rồi. Ta đề nghị tạm thời bãi bỏ chức đại trưởng lão của Tôn Tử Mì, giao hắn vào thiên nào. Đợi tông chủ xuất quan lại tiếp tục xét xử. Ta đồng ý, bãi bỏ chức trưởng lão đánh vào thiên nào, bãi bỏ chức đại trưởng lão đánh vào thiên nào. Người người, các người. Ấy, Thí Thanh Vũ rốt cuộc đã cho các người thứ gì, tại sao lại phản bội ta? Bọn ta vốn dĩ đối với tông chủ một lòng. Nơi đâu ra chuyện tông chủ cho chúng ta thứ gì chứ, lôi đi đi. Chư vị, ngoại trừ chuyện của đại trưởng lão ra thì ta còn có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Đó chính là về tin đồn của cô Gia Dịch Phong đâu là giả. Ngài ấy ở Thiên Mã Tông chỉ dùng 2 ngày đã phá vỡ kỷ lục, là người đầu tiên bước ra, không có chuyện bỏ cuộc. Ngài ấy đã phá bỏ kỷ lục vượt ải trong lịch sử của Thiên Mã Tông. Mẹ ơi, hóa ra là hạng nhất sao? Đúng thế, thật là lợi hại. Thế nên ta đề nghị vào lúc tông chủ đang bế quan, cô Gia Dịch Phong sẽ tạm thời đại diện cho tông chủ quản thúc Bách Luyện Tông. Đồng ý, chủ ý hay. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Mời đại nhân thượng tọa. Ây da da, đám người này cuối cùng cũng biết điểm lợi hại của ta rồi. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, dù sao cũng chỉ là một tông môn cùi ấp, ngồi lên đây cũng không chút áp lực nào cả. Bái kiến đại nhân. Không cần phải khách khí, đứng dậy cả đi. Ây ô, thiên nào của Bách Luyện Tông. Ta nói đám nhị trưởng lão bọn họ sao lại đột nhiên phản bội, thì ra là vì lý do này. Vậy sư tôn, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Đệ tử quan môn của Tôn Tử Mì, Tôn Trung Tình. Dịch Phong này ta quả nhiên là nhìn nhầm rồi. Nước đi này của Thí Thanh Vũ đúng là cao thầm. Nếu là trước đây, đúng thực là sư đồ chúng ta chỉ có thể nhận thua, nhưng bây giờ thì không chắc nữa rồi. Sư tôn, lời này có ý gì? Người phải biết, trong tông môn của chúng ta có ẩn tàng một vị cao thủ đẳng cấp. Hắn ta là Tô Bạch, không biết vì lý do gì mà lại làm tạp dịch ở tông ta. Vị cao thủ này bởi vì bất cẩn mà để lộ ra thực lực, vậy nên dẫn đến các hạ tông khác lũ lượt tới tặng quà cho tông ta, đồng thời bao gồm cả thượng tông. Khoảng thời gian trước đây, vô số trưởng lão lần lượt tới Bách Luyện Tông ta, chuyện này ngươi biết chứ? Ta nói lần trước vì sao lại tới nhiều trưởng lão như vậy, hóa ra là vì chuyện này sao? Ta đoán rằng hắn ta cũng phải ở phía trên tiên thập tam trọng. Ai ai cũng biết, Thiên Bá Tông có 2 vị lão tổ, đầu là chân tiên thập tam trọng. Nếu như thực lực của Tô Bạch không nằm ở mức trên đó, thì sẽ được đối đãi tới mức này sao? Hóa ra là vậy. Nhưng mà có một điểm duy nhất, đó là Tô Bạch này lại là tạp dịch ở chỗ của Dịch Phong. Nhưng ta lại không cho rằng giữa Dịch Phong và Tô Bạch có mối quan hệ nào đó. Dù sao Tô Bạch cũng đã ở trong tông ta nhiều năm, trước khi Tô Bạch tới đây cũng đã từng làm tạp dịch cho nhiều người khác. Vậy ý của sư tôn là? Việc mà ta muốn ngươi làm đó là tới tiếp cận với Tô Bạch, cố gắng nhận được sự ủng hộ của Tô Bạch. Đây chính là cơ hội duy nhất của sư đồ chúng ta. Chỉ cần người được Tô Bạch ủng hộ, vậy thì cái gì mà Thi Thanh Vũ, rồi cả Dịch Phong,
bao gồm đại trưởng lão đoàn gì đó đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì ngươi được sự ủng hộ của Tô Bạch, cũng chính là đồng thời có được Thiên Bá Tông, cùng với vô số sự ủng hộ của Hạ Tông. Ngươi không phải là Thích Thi Thanh Vũ hay sao? Kế hoạch lúc trước của chúng ta chỉ cần ngươi thành thật với cô ta, giữ chặt Thi Thanh Vũ bên người, tận lực không để cho cô ta lộng quyền của mình nữa. Mà ngươi nếu được Tô Bạch ủng hộ, ngươi có thể trực tiếp ngồi lên vị trí của tông chủ. Thi Thanh Vũ chỉ còn nước phục tùng dưới chân của ngươi mà thôi. Ngay cả Thi Thanh Vũ bình thường nên mặt nạt người như vậy cũng phải thuần phục dưới chân của ta sao? Ây, vui quá đi mất. Vậy thì sư tôn, chúng ta làm sao có được sự ủng hộ của Tô Bạch đây? Cái này vi sư sớm đã có chuẩn bị. Khoảng thời gian này ta đã điều tra rất nhiều chuyện liên quan tới Tô Bạch, cùng với đó đã phát hiện ra hắn ta thường săn bắt rất nhiều yêu thú thủ hộ, nhiều yêu thú hộ thể. Vừa mới bắt đầu chỉ là săn bắt yêu thú ở phía sau ngọn núi tông ta, đến cả con thất thải hắc điểu cũng rơi vào trong tay của hắn. Sau đó lại cứu giúp cho sư huynh Vương Việt, cái giá phải trả cho hắn lại là con thất thải bảo anh đó của Vương Việt. Vài ngày trước đây ở phía sau núi truyền ra một đợt chấn động, nghe rằng hắn ta lại tiếp tục săn bắt yêu thú ở đó. Thế nên ta đoán định Tô Bạch này có thể là đang luyện chế một loại đan dược nào đó, cũng có thể là đang luyện chế một vị thuốc nào đấy. Hắn ta cần một lượng lớn yêu thú hộ thể làm nguyên liệu, hơn nữa là yêu thú càng chân quý thì càng có tác dụng với hắn ta. Nhưng mà càng là yêu thú hộ thể chân quý, đồ nhi biết đi đâu tìm đây? Hang ổ của phi sát thú ở dưới núi, cứ tới đó đi, bắt một con phi sát thú tới cho Tô Bạch. Cái gì sư tôn, phi sát thú? Đây không phải là vật cưỡi khế ước của ngài hay sao? Ngài thế mà lại định. Không nỡ thì cũng phải lỡ thôi. Bây giờ đã lâm vào tình cảnh thế này, chỉ đành cược một phen. Huyết mạch phi sát thú này chân quý, thiên phú cao siêu, có lẽ đã đạt tới chân tiên cảnh giới từ nhiều năm trước. Nó hoàn toàn có thể trở thành nước cờ đầu giành thắng lợi của người. Đi đi, sư tôn đã hao tâm tốn sức như thế rồi, đồ nhi nhất định là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đứa trẻ ngoan, vi sư tin tưởng con, sư đồ chúng ta rất nhanh thôi có thể xoay chuyển tình thế rồi. Đồng thời lúc này đây, ở Việt giới, trực tuyến rồi đây, ăn loại hamburger ngon nhất này. Nghe lời mắng em ta nhất, chỉ có tại McDonald's. Tiểu tử thối, mau nói, ngươi có phải là cố ý không hả? Là ngươi lúc trước nói với ta, chỉ cần tới Việt giới, bọn họ đều sẽ gọi ta một tiếng anh dài. Nhưng sao bây giờ toàn gọi ta là cục lông mốc vậy hả? Anh ơi anh à, em thật sự là không có lừa anh mà. Nếu như nửa ngày thì toàn gia tiểu ninh tử ta đều sẽ chết sạch hết. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao lại gọi ta là cục lông mốc hả?